nha đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Huyền vẫn có đùi gà với chân gà nướng mật ong nha cả nhà. Nước mật ong bằng nồi chiên không dầu nè cả nhà. Đó, siêu phẩm ngon luôn nè cả nhà. Đó. À, hôm nay Huyền tiếp tục cái mâm đùi gà và chân gà mình nướng mật ong nha cả nhà. Thì Huyền kèm có đây là nấm kim chi nè. Nấm kim chi nha cả nhà. Với đây là nấm hải sản. Còn đây là gốc hành đó cả nhà, gốc hành sấy khô đó cả nhà. Đó, mình chát miệng là mặn nha, mặn ăn với muối ớt Tây Ninh nha cả nhà. Cả nhà, miếng mặn chấm ớt Tây Ninh ha, Huyền mời cả nhà ha. Huyền mời cả nhà. Mặn mà chấm với muối ớt á, ăn không cẩn thận dễ bị sặc lắm nha cả nhà. Mặn này nó chua chua, ngọt ngọt, ăn với muối cả nhà ngon lắm, nhưng mà nó có độ hơi dễ sạch nha. Nó sẽ nồng cái muối ớt lên đó. Cái mặn chấm ớt Tây Ninh ngon quá cả nhà, xuất sắc. Thì bây giờ bữa nay Huyền sẽ đeo bao tay vào ăn nha cả nhà. Tại vì cái tay của Huyền bị đứt á cả nhà. Bị đứt bữa nay chưa có làm, vẫn còn gác nha cả nhà. Đó, tâm ra Huyền đeo vô Huyền ăn, để không mình cầm cái này ăn nó sẽ bị gác cái tay á. Bây giờ trước hết Huyền mời cả nhà cái đùi gà với Huyền nha. Huyền mời cả nhà chấm vào chén tương ớt nha. Thật chất là mềm luôn cả nhà. Mới rất là ngon luôn. Ngon lắm cả nhà. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình ăn kèm với miếng kim chi nha cả nhà. Xuất sắc. Cái gốc hành sấy khô này nè cả nhà. Ăn nó rất là thơm, thơm lắm. Còn cái này là cái nấm hải sản nè cả nhà. Cái nấm hải sản này Huyền nướng luôn á. Bữa nay cái đùi gà với cái chân gà nướng mật ong này nè cả nhà. Huyền tự làm ở nhà nướng bằng nồi chiên không dầu nha cả nhà. Chiên không dầu cả nhà. Ăn cũng thơm ngon quá, cũng ngon như lò củi vậy thôi. Ngon quá. Cái chân gà thì nướng á, nó giòn rụm ngon quá. Mật ong ngọt ngọt ngon lắm cả nhà. Nhưng mà nó hơi bị khét một chút xíu, tại vì nó có mật ong. Gà nướng mật ong ngon quá cả nhà. Thơm quá.
Rất chắc. Cái chân gà nó khác khác đang đen vậy nhưng mà ngon lắm nha. Nước mà nồi chiên không dầu ngon. Nó ngọt. Cay cay ngọt ngọt mặn mặn. Ngon lắm bác nè. Tại vì có ớt gia vị vô nữa. Ngon. Cái này là lúc hành sấy khô á nha, ngon lắm. Ngon quá à. Cái chân gà này ăn còn ngon hơn cái đùi gà nữa nha. Cái đùi gà thịt nhiều ăn dễ ngát, còn cái này nó gân mỡ. Nó gân gân mà nó có mỡ rất là ngon. Thấy mấy anh chị làm kênh ai cũng phát triển lớn, kênh nào cũng phát triển lớn đi lên á. Huyền làm quảng phát triển ở nhà. View càng cao mà Huyền làm nhất. View mất tiếng trong. View đăng lên 2-3 ngàn view luôn. Mai giờ bây giờ chỉ còn có mấy trăm view thôi nè. Đôi lúc cũng suy nghĩ không biết cái kênh mình bây giờ nó đang bị cái lý do gì nữa thì không biết luôn cả nhà. Huyền ăn chân gà ngon hơn cái đùi cả nhà. Nó hơi đen đen tí xíu vậy nhưng mà nó rất là ngon. Cả nhà có ai bị mất đề xuất giống như của Huyền không cả nhà? Coi Huyền á, càng ngày càng tụt mất tiêu chân cả nhà. Kim chi ngon quá trời. Kim chi nó chua chua mà nó cay nha. Cái kim chi này nó cay cả nhà. Chua chua mà cay. Rất là ngon. Bây giờ mình gỡ bao tay ra. Gỡ bao tay ra mình ăn mặn nha. Huyền mời cái nhà ăn mặn với Huyền nha cả nhà. Mặn chấm mớt Tây Ninh ngon quá.
cái món ớt tỳ ninh nó cay mà nó mặn. Thì bây giờ Như Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu quý kênh của Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà hãy đăng ký, like, share, ủng hộ cho Huyền nha cả nhà. Thì Như Huyền cũng hôm nay giờ xong mà tự nhiên cái kênh của Huyền nha cả nhà nó cứ tụt đi sức mất tiêu, càng ngày càng tụt, Huyền buồn quá trời luôn. Chứ cái của người ta kênh càng ngày càng lên, còn mình làm càng ngày càng xuống, cũng nản quá trời luôn cả nhà. Cả nhà đăng ký ủng hộ Huyền, chia sẻ để cho Huyền có tinh thần động lực nha cả nhà. Như Huyền xin bye bye.